mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian. Thánh Gioan hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương. Thánh Gioan khi chưa chào đời đã được mẹ Thiên Chúa đến thăm nuôi, trong cung lòng ngày nhảy múa sướng vui, cất cao lời tạ ơn Chúa muôn đời. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian. Thánh Gioan hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương. Thánh Gioan tiên tri dọn đường, sống phục vụ làm chứng ta yêu thương, luôn khiêm nhường hiền lành sống thắng ngay, chết cam trường làm nhân chứng tin mừng.
Chúa chào đời, đã được mẹ Thiên Chúa đến thăm nuôi. Trong cung lòng ngày nhảy múa sướng vui, cất cao lời tạ ơn Chúa muôn đời. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nào cùng hợp tiếng hoan ca, cảm tạ tình Chúa bao la đã cho trần gian Thánh Gioan. Hân hoan tâu lên khung ca ngợi mừng, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan. Nhờ lời cầu khấn thiết tha, nguyện cầu cùng Chúa xót thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương, giúp cho chúng con hiệp nhất yêu thương. Nhân Đức Cha và Con và Thánh Thần, cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đang ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhuần thâm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Anh chị em thân mến, chúng ta vui mừng quy tụ nhau nơi đây để cùng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho dân xứ chúng ta ơn bình an và hiệp nhất. Chính sự bình an và hiệp nhất nên một mà chúng ta đã chung tay xây cất lên khu linh đài này để tôn thờ vị thánh bảo trợ cho dân làng là Thánh Gioan Bautista. Thật ý nghĩa khi vị thánh bảo trợ của chúng ta được ngự nơi giếng làng, tay Ngài chỉ về nhà thờ như nói lên vai trò tiền hô của Ngài, là chỉ bảo cho mọi người
hãy biết tìm đến Chúa đấng cứu độ muôn dân. Hôm nay công trình xây cất đã hoàn tất, chúng ta xin dâng lên Thiên Chúa và xin Người thạch hóa nơi này, để những ai lui tới nơi này cung kính thờ lạy và khẩn cầu với Thánh Gioan Bautista, thì nhờ công phúc và lời chuyển cầu của Ngài trước mặt Chúa, mọi người sẽ nhận được những ơn như ý nguyện xin. Với tất cả những tâm tình đó, giờ đây chúng ta xin Chúa làm phép và thánh hóa tượng đài. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc vẽ ảnh tượng các thánh chúa, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, thì chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các ngài mà bắt chước. Chúng con nài xin Chúa làm phép và thánh hóa tượng này để tôn kính và tưởng niệm đến Thánh Gioan Bautista. Xin Chúa đoái thương để những ai siêng năng tôn sùng cung kính Thánh Gioan Bautista trước tượng này, thì nhờ công nghiệp chở che của Người được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Làm phép khuân viên, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tha thiết cầu xin Chúa là Cha toàn năng cho nơi này, xin đánh thức làm phép thánh hóa nơi này, cùng ban đầy đủ mọi ơn lành. Lạy Chúa, xin ban cho nơi này được chan hòa ơn trời và màu mỡ dưới đất, và thương cho mọi người được mọi điều ước mong. Bởi vậy, ngay khi chúng con bước vào, xin Chúa làm phép và thánh hóa nơi này, như đã thương chúc phúc cho nhà ông Abraham, Isaac và Jacob xưa. Xin Chúa sai Thiên Thần Chúa đến ngự nơi này và gìn giữ nơi này. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người đã góp công sức tiền bạc để chúng con được khuân viên thờ tự này. Xin cho mọi người được ơn bình an phần hồn phần xác. Cầu bầu của Đức Mẹ A Vang, Thánh Gioan Bautista quan thầy, xin Chúa quy tụ chúng con để chúng con sống trong hiệp nhất và tin yêu, để làm chứng cho Chúa và giới thiệu Chúa cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây con xin kính mời Cha Anton dạy nước phép cho con. Xin ca đoàn hát.
Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng nhau cung nghinh Thánh Quan Thầy xung quanh làng. Xin Ngài cầu bầu trước mặt Chúa che chở cho dân làng của chúng ta được mọi sự bình an. Nào cùng nhau tới mừng Thánh Gioan tiền hô chào đời. Một bài ca mới người hỡi vang lên người ca Thiên Chúa. Ngay khi Thánh Gioan thanh trong dạ mẹ tình cha, ơn do Chúa ngôi ban tuôn ban ngập tràn đầy dư. Khi ngôn sứ sinh ra tin vui cho lòng người gần xa. Ngày vị tiền hô sinh ra đời rộn ràng vang tiếng cười. Là ngày nở tươi cho muôn người nay một kỷ nguyên mới. Thời đại đã tới Chúa cứu đời lời từ xưa tiên báo. Chọn tình tặng trao cho nhân trần muôn hồng ân tuôn trào. Nào cùng nhau tới mừng Thánh Gioan tiền hô chào đời. Một bài ca mới người hỡi vang lên người ca Thiên Chúa. Ngay khi Thánh Gioan thanh trong dạ mẹ cha, ơn do Chúa ngôi ban tuôn ban ngập tràn đầy dư. Khi ngôn sứ sinh ra tin vui cho lòng người gần xa. Ngày vị tiền hô sinh ra đời như hồng ân Chúa trời. Lòng mẹ nhẹ vơi bao mong chờ giờ thành niềm vui mới. Thời của mẹ cha nay tuy già chẳng còn lo son dối, trở thành dòng dõi những thánh nhân hưởng hồng ân muôn đời. Vị tiền hô sinh ra đời nghiêm lễ nơi sứ thần, dù lòng phụ thân mang nghi ngờ giờ thành niềm tin mới. Chẳng còn lặng câm trong âm thầm mở miệng tôn vinh Chúa, một niềm thành kính cho tâm tình phụng thờ trong an bình. Nào cùng nhau tới mừng Thánh Gioan tiền hô chào đời. Một bài ca mới người hỡi vang lên người ca Thiên Chúa. Ngay khi Thánh Gioan thanh trong dạ mẹ tình cha, ơn do Chúa ngôi ban tuôn ban ngập tràn đầy dư. Khi ngôn sứ sinh ra tin vui cho lòng người gần xa. Khi ngôn sứ sinh ra tin vui cho lòng người gần xa. Thank you.
trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là Gio An Tiên Hô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa, người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi, sai đi, sang đồi pha núi. Đường nào quanh co, ốm cho thằng đây. Cứu khổ, người thành tâm. Nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiên Hô, xin chia phần nước trời con dân mọi nơi. Nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui, trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là Gioan Tiên Hô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa, người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi, sai đi, đi làm nhân chứng. Người được sai đi, chứng minh hào quang. Cứu độ và bình an. Nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiên Hô, xin chia phần nước trời con dân mọi nơi. Nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui. Trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là Gioan Tiên Hô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa, người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi, xa đồi pha núi. Đường nào quanh co, ốm cho thằng đây. Thành tâm, nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiên Hô, xin chia phần nước trời con dân mọi nơi. Nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui, trên trần thế này có ai cao trọng hơn? Ai cao trọng hơn là Gioan Tiên Hô. Trong cung lòng mẹ người đã đầy thân linh Chúa, người nên ngôn sứ cho tin mừng nước trời. Người được sai đi, đi làm nhân chứng. Người được sai đi, chứng minh hào quang. Cứu độ và bình an. Nay mừng sinh nhật Thánh Gioan Tiên Hô, xin chia phần nước trời con dân mọi nơi. Nơi dương gian này xin dẫn đường xin chỉ lối. Ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui, ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui, ngày mai khi cánh chung thiên đàng sướng vui. Tên tôi ngay khi tôi còn trong lòng mẹ, Chúa đã gọi tên tôi ngay khi tôi còn là bào thai tay người dưỡng nuôi. Gioan luôn tràn
tràn đầy ơn thánh thần. Người là vị tiền hô của đấng tối cao, người dạt dào tình mến cao trọng hơn mọi phàm nhân. Người là vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa ngự đến. Đường quanh co không ngay, nay làm cho hàng ngày. Bao nẻo đường cong queo, treo leo, nay sửa lại cho thăng, để đón rước vị cứu tinh. Gió an luôn tràn đầy ơn thánh thần, người là vị tiền hô của đấng tối cao. Người dạt dào tình mến cao trọng hơn mọi phàm nhân. Người là vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa ngự đến. Trong lòng mẹ Chúa đã gọi tên tôi, ngay khi tôi còn là bào thai, bào thai tay người dưỡng nuôi. Gió an luôn tràn đầy ơn thánh thần, người là vị tiền hô của đấng tối cao. Người dạt dào trọng hơn mọi phàm nhân. Người là vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa ngự đến. Gió an luôn tràn đầy ơn thánh thần, người là vị tiền hô của đấng tối cao. Người dạt dào tình mến trọng hơn mọi phàm nhân. Người là vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa ngự đến. Người là vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa ngự đến. Chân cha đem muôn tin vui của
Giêsu đến khắp nhân gian, gần xa gian nan đau thương, nguyện xin Cha giúp con kiên cường, chứng nhân nước trời một đời trung kiên sẵn sàng. Trên nơi thiên cung nguyện xin Cha Thánh Gioan tiền hô giúp sức hộ phù đoàn con trên chốn dương gian. Xưa Cha nêu gương khó nghèo khiêm nhường nhỏ bé, máu tuôn rơi đầu một lòng trung kiên sắt son. Nói thương Gioan đoàn con nay dõi bước chân Cha, đem một tin vui của Giêsu đến khắp nhân gian, gần xa gian nan đau thương, nguyện xin Cha giúp con kiên cường, chứng nhân nước trời một đời trung kiên sẵn sàng. Trên nơi thiên cung nguyện xin Cha Thánh Gioan tiền hô giúp sức hộ phù đoàn con trên chốn dương gian. Xưa Cha nêu gương khó nghèo khiêm nhường nhỏ bé, máu tuôn rơi đầu một lòng trung kiên sắt son. Nói thương Gioan đoàn con nay dõi bước chân Cha, đem muôn tin vui của Giêsu đến khắp nhân gian, gần xa gian nan đau thương, nguyện xin Cha giúp con kiên cường, chứng nhân nước trời một đời trung kiên sắt son. Nói thương Gioan đoàn con nay dõi bước chân Cha, đem một tin vui của Giêsu đến khắp nhân gian, gần xa gian nan đau thương, nguyện xin Cha giúp con kiên cường, chứng nhân nước trời một đời trung kiên sẵn sàng. Chúa đến muôn đời, kinh mừng sinh nhật Thánh Gioan là đấng dọn đường để Chúa đến trần gian. Một đời con nguyện theo gương Thánh Gioan.
cho mỗi ngày. Kính mừng sinh nhật Thánh Gioan là vị tiên tri của Chúa đến muôn đời. Kính mừng sinh nhật Thánh Gioan là đấng dọn đường để Chúa đến trần gian. Chúa đến muôn đời. Kính mừng sinh nhật Thánh Gioan là đấng dọn đường để Chúa đến trần gian. Một đời con nguyện theo gương Thánh Gioan cùng đi gieo niềm hân hoan khắp thế gian. Dù gian nguy chẳng sợ chi cùng trong mỗi ngày. Kính mừng sinh nhật Thánh Gioan là vị tiên tri của Chúa đến muôn đời. Kính mừng sinh nhật Thánh Gioan là đấng dọn đường để Chúa đến trần gian. Sinh nhật Thánh Gioan là vị tiên tri của Chúa đến muôn đời. Kính mừng sinh nhật Thánh Gioan là đấng dọn đường để Chúa đến trần gian. Là đấng dọn đường để Chúa đến trần gian. Cho đời con vững một niềm
con đôi mới. Con nhi ca người lòng thương xót cho tôi muôn đời. Đôi bàn tay Chúa dâng.
muôn đời đã chọn ông Thánh do ân bao ti si. Thiên thần rằng này là thiên thần tao sai đi trước mặt ta, vậy tôi mừng ông Thánh giúp đẹp lòng Đức Chúa Trời dường ấy cho lên ký, còn trong lòng mẹ đã đầy ơn Đức Chúa Thánh thần tố tông truyền và mừng Đức Chúa Giêsu đã ngự trong lòng dân thanh Đức Bà Maria. Thánh Gioan đã làm cho nhiều người vui mừng vì thấy phép lạ Đức Chúa Trời nằm trong ngày ấy nhiệt. Ngày sau ông Thánh Gioan sẽ lên chặng trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt người ta nữa ấy, ngón tay ông Thánh Gioan ghét cho kêu thế với người đã dựa đâm cực thánh cực tinh, và lưỡi người đã giam những tên ngàn cục kinh cư ai dù mà đã ngự trên tòa cũng tàn gian chẳng lên theo đàng tội nối với người đã đang Đức Chúa Giêsu khen rằng chẳng có ai trọng hơn do an bao ti si ta, nhưng mà ông Thánh ấy chẳng dám y mình cùng Đức Chúa Giêsu vì đã tin thật là con Đức Chúa Trời, cho nên người sắp mình một tay hạ xuống mà khen Đức Chúa Giêsu là đứng trên hết tay thầy lạy chúng con người đã ban những ơn rất trọng cho ông Thánh Gioan, thì chúng con xin người làm quan thầy và bầu cử cho chúng con được Chúa Trời và bỏ làm tội lỗi mà đi làm nhân đâu nhân nào ông chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin rộng ban cho con cái Chúa được biết theo lời Thánh Gioan Tiền Hô kêu mời để tiến bước trên con đường cứu độ và chắc chắn gặp được vị cứu tinh thánh nhân đã tiên báo là Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã vừa tôn vinh vị thánh quan thầy của chúng ta xung quanh làng. Giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau cử hành thánh lễ để ngang qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan Bautista, vị thành hoàng làng của chúng ta, trước tòa Chúa. Xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành xuống cộng đoàn, trên gia đình từng cá nhân, và nhất là mảnh đất mà hôm nay chúng ta đã thánh hiến dâng cho Chúa dưới sự hiện diện của Thánh Gioan Bautista đang ngự tại nơi đây. Giờ đây chúng ta cùng nhau chuẩn bị tâm hồn bước vào thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
đoàn chúng con dùng một tràng pháo tay thật lớn để chào đón quý cha đã về dự dâng thánh lễ tại thánh lễ của chúng con, mừng lễ quan thầy Thánh Gioan Baptista. Cho các phao được trân trọng giới thiệu với quý phụ quý ông bà cùng toàn thể anh chị em hiện diện trên cung thánh ngày hôm nay, các cha những gương mặt rất thân quen, nhưng mà cũng cho phép con được giới thiệu với quý cộng đoàn sự hiện diện chân quý của cha Cố Giuse, người cha và cũng là người con quê hương của chúng ta. Chúng ta được một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cha. Và cha Anton, chính sứ sở kiện, người đã lưu dấu với đất xứ Bái Đô rất là nhiều. Con đến đây người ta cứ nghe kể với cha Anton rất là nhiều. Thì hôm nay chúng ta lại được gặp Ngài và Ngài cũng sẽ chia sẻ trong thánh lễ của chúng ta. Chúng ta được một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Ngài. Ở cha Phó Giuse cũng là người anh em linh tông của con. Ngài cũng đang làm cha phó giáo xứ sở kiện, cha Giuse Giáp, quê xứ Ngọc Thụy. Chúng ta được một tràng pháo tay để chào đón cha. Và cũng là người anh em linh tông của con, cha Gioan Baptista, ngày lễ quan thầy của Ngài hôm nay cũng là mừng Ngài nữa, thì chúng ta được một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cha. Và dưới sự hiện diện của quý cha còn có quý sơ dòng thánh Phaolô, quý sơ dòng thánh Mến Thánh Giá Hà Nội, quý ban hội đồng mục vụ giáo xứ sở kiện, giáo xứ Khắc Cần, hội trống, hội kèn của giáo xứ sở kiện. Cộng đoàn chúng ta được một tràng pháo tay thật lớn để chào đón quý vị. Bên cạnh đó thì cũng có sự hiện diện đông đảo của quý cụ, quý ông bà, anh chị em, các khách xa gần. Chúng ta hôm nay trở về với giáo xứ và cách đặc biệt là chúng ta hiện diện dưới linh đài Thánh Gioan Baptista, vị thành hoàng làng của chúng ta. Hôm nay chúng ta đã cùng dâng lên Ngài một cái nơi đứng xứng hợp, như nói trước đầu lễ con nói, Ngài chỉ tay vào nhà thờ như là nói lên vai trò tiền hô của Ngài. Ngài, mỗi một người chúng ta chạy đến với Ngài, Ngài đã chỉ chúng ta vào trong nhà thờ để thờ lạy Chúa. Như vậy là chúng ta sẽ kín múc được rất là nhiều ơn lành. Và nơi đây đã được làm phép, đã được thánh hiến. Vì vậy là những ai năng siêng năng đến nơi này thờ lạy Ngài và cầu xin với Ngài, chắc chắn Ngài được phúc ở bên tòa Chúa, Ngài sẽ chuyển cầu chúng chúng ta. Vì vậy mỗi người con dân của giáo xứ Bái Đô chúng ta, không chỉ chúng ta có bổn phận xây dựng khu này, nhưng mà chúng ta còn có trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn. Và chúng ta hãy biến nơi này thành nơi đất thánh, nơi đất linh thiêng, để nơi đây mọi người đến kín múc được tất cả nhiều ơn lành của Chúa. Với tất cả những tâm tình đó, một lần nữa chúng ta nộp một tràng pháo tay thật lớn để mừng đại lễ của chúng ta. Giờ đây con xin mời cha cùng cộng đoàn chúng ta hiệp dâng thánh lễ. Trước khi cử hành thánh lễ, cho phép con và các cha với quý sơ, quý khách, chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cha xứ và chúc mừng cộng đoàn giáo xứ Bái Đô. Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, mới chỉ khoảng chừng hơn 6 tháng, cha xứ Phêrô về với giáo xứ của chúng ta. Và chúng ta thấy từng ngày có thể nói là giáo xứ của chúng ta thay da đổi thịt. Hôm nay chúng ta khánh thành linh đài Thánh Quan Thầy. Trước thánh lễ này thì cha xứ cùng với cộng đoàn đã xin Chúa thánh hóa tượng, rồi chúng ta rước Thánh Quan Thầy xung quanh làng. Trước nữa thì chúng ta đã có dịp để chúng ta cũng khánh thành tượng đài Đức Mẹ La Vang. Chỉ hơn 6 tháng Ngài về mà chúng ta thấy có rất là nhiều những công trình được hoàn thành. Thế rồi khu trung tâm mục vụ của giáo xứ cũng đang đi vào hoàn thiện, hy vọng trong thời gian tới sẽ hoàn thành. Rồi nhà xứ cũng cùng với thời gian nó xuống cấp này đã được cha xứ tu sửa lại, có thể nói là khang trang. Trong tương lai thì ngôi nhà thờ của chúng ta cũng sẽ được xây dựng lại. Nếu như tất cả mọi người trong giáo xứ của chúng ta mong ước cộng tác với cha xứ thì điều đó không có gì là khó khăn cả. Chúng ta cũng nổ một tràng pháo tay nữa để chúc mừng tất cả những thành quả mà cha xứ và giáo xứ chúng ta đã đạt được
chúng ta bước vào thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, theo lịch phụng vụ hàng năm giáo hội mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả vào ngày 24 tháng 6 và ngày 23 tháng 6 mừng lễ vọng. Nhưng năm nay chúng ta biết lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 24 tháng 6, cho nên giáo hội đã dịch lễ Thánh Gioan trước một ngày. Hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng lễ vọng Thánh Gioan Tẩy Giả, hay còn gọi là Thánh Gioan Tiền Hô, cũng gọi là Thánh Gioan Bautista. Mừng lễ Thánh Quan Thầy, mỗi người trong chúng ta trước hết là cảm tạ Chúa. Có thể nói là một ngày, một buổi chiều hôm nay thật là đẹp, đẹp về nhiều phương diện. Một hồng ân Chúa ban xuống cho giáo xứ. Có thể nói mấy ngày hôm trước rất là nóng, ai chúng ta cũng cảm nhận. Nhưng chiều hôm nay từ lúc làm phép tượng rồi xước, chúng ta thấy Chúa đã làm cho những cơn gió mát như chiếc quạt thiên nhiên đã quạt tới mỗi người chúng ta. Chúng ta phải cảm tạ Chúa. Đây là một hồng ân Chúa ban, và chắc chắn Thánh Quan Thầy bầu cử cho chúng ta. Chúng ta mừng lễ Thánh Quan Thầy, chúng ta mừng vị thành hoàng của làng. Chúng ta cũng cần phải hiểu rõ biết về vị Thánh Quan Thầy của mình. Thánh Gioan Tẩy Giả là ai? Và sứ điệp của Ngài, hay nói là những công việc mà Chúa đã trao cho Thánh Gioan Tẩy Giả và Ngài đã thi hành sứ vụ ra sao? Rồi cuối cùng là Ngài đã chết như thế nào? Chúng ta cần phải hiểu rõ và biết thì chúng ta mới học tập, mới noi gương, chúng ta mới rút ra được cái bài học để áp dụng vào cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt là đối với dân làng Bái Đô chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện với Thánh Quan Thầy giúp cho mỗi người chúng ta hiểu và chúng ta ý thức sứ điệp của Thánh Gioan vị Tiền Hô Đấng Cứu Thế, để mỗi người trong chúng ta học tập noi gương Ngài, chúng ta cũng trở nên như những Gioan Tiền Hô của thời đại, để chúng ta vang lên, hô vang lên tình thương của Thiên Chúa, và để mỗi người trong chúng ta cũng biết sửa soạn cho những người khác, những người xung quanh, để họ có được tâm tình đến với Chúa, đón nhận Chúa. Chúng ta cũng hợp một ý dâng thánh lễ để tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân mà Chúa đã ban cho giáo xứ chúng ta. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa thương chấp nhận, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối, nhìn nhận những thiếu sót, những khuyết điểm, những lỗi lầm mà chúng ta đã lỗi phạm. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chức và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa, 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 xin Chúa
trong con. Vinh danh Thiên Chúa trên cao thượng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin rộng ban cho con cái Chúa được biết theo lời Thánh Gioan Tiền Hô kêu mời, để tiến bước trên con đường cứu độ và chắc chắn gặp được vị cứu tinh thánh nhân đã tiên báo là Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Thời vua Giô-si-a-hu có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa, ôi, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Đức Chúa phán với tôi, đừng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi, ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sống ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán:
đây ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Coi, hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để phá, để xây, để trồng. Đó là lời Chúa. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, tuy không thấy Đức Giêsu Kitô, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ của Người. Các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ này và đã được tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em. Thần khí Đức Kitô ở nơi các ngài đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Kitô và vinh quang đến sau những đau khổ đó.
nên các ngài đã tìm hiểu xem thần khí, muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời nào, trong hoàn cảnh nào. Thiên Chúa đã mặc khải cho các ngài biết là các ngài có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình mà là cho anh em. Đó là thông điệp mà các người giảng tin mừng đã loan báo cho anh em. Nhờ tác động của Thánh Thần là Đấng đã được cử đến trời, chính các thiên thần cũng ước mong được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy. Đó là lời Chúa. Cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thời vua Herode cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avisa tên là Zacharia, và ông tên là Elizabeth cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Vậy một ngày kia, ông Zacharia đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Thiên Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia. Em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu,
để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Đó là lời Chúa. Tôi hỏi anh chị em phải trả lời thật nhé. Anh chị em có mỏi chân không? Cổ họng và miệng có cảm thấy mỏi mệt không? Người nào mà không mệt là nãy đi rước không đọc gì? Đọc kinh. Còn cái khúc của chúng tôi đi sau Thánh Gioan là lần hạt 4 chàng 20. Thế nên là với hết, cho nên là mỏi chân và cũng cảm thấy họng đó cũng rát rát và mệt. Còn ai mà không mệt là bởi vì nãy không có đọc kinh. Vậy thì anh chị em mỏi chân và mệt bây giờ muốn cái gì nhất đối với anh chị em? Đó là xin các cha giảng ngắn ngắn lễ nhanh nhanh để cho chúng con còn gì? Về. Vì tôi biết giờ này là giờ anh chị em đi đòi tiền, thanh toán, rồi về ăn cơm, rồi ngủ để chuẩn bị lại thịt gì? Thịt bò. Đấy. Nhưng mà một cái lễ trọng thế này mà không thể không giảng thì không được, đúng không? Bây giờ tôi là hỏi anh chị em, đố anh chị em nhé. Tôi đố luôn đấy, nếu có thì tôi mất một cái gì cũng được. Bây giờ ai xung phong đứng lên đây đọc kinh Thánh Gioan Quan Thầy của Bái Đô không vấp một từ nào, tôi sẽ mất tiền cũng được và mất một cái trống cũng được. Chưa không? Đứng lên đây đọc kinh. Có ai dám xung phong không? Kể tôi thách cả các cụ đấy. Mà là kinh Thánh Quan Thầy của chúng ta đây này, không vấp một từ nào. Ông có được không? Vấp một từ là ông phải phạt. Được không? Rồi. Đâu sách kinh đâu? Cho tôi mượn sách kinh tôi về xem. Cho tôi xem mượn cái sách, với sách kinh. Hả? Rồi. Nhớ nhá, không vấp từ nào. Đâu có sách kinh đâu, cho tôi mượn để tôi còn theo dõi chứ. Ờ, phải có sách kinh ra đây. Rồi. Để tôi theo, cho tôi mượn. Ông đọc tôi theo, tôi theo dõi. Không không, một tôi, bởi vì khi tôi làm các chú ứng sinh, tôi học đại học, bà chủ ở trên, bà vẫn còn sống, bà bảo chú nào mà đọc được kinh Nghĩa Đức Tin ngày Chủ Nhật, mà lúc đấy tôi với năm đầu tiên đại học, tôi xung phong đọc, nhưng mà thì mỗi chữ và mà chúng ta biết là 24 năm trước, mà bà ấy mất tôi 50.000, 24 năm trước là to lắm, mà tôi xung phong đọc, đến lúc gì phát hiện ra và mà thôi lại về mò. Nên bây giờ tôi cũng đố ông không được vốc từ nào, thì tôi mới chịu mất một cái trống. Thế còn nếu mà vấp là thôi. Chơi không? Không không vấp. Tôi đã điều kiện rồi. Không vấp tôi phải mất chứ. Còn mất rồi. Được không? Ông lại bảo thì nào cũng vấp thì thôi chịu. Thôi tôi về. Không, ông vừa bảo là thì nào cũng có vấp thì tôi bảo thế thôi. Thưa anh chị em, tại sao tôi đố như vậy? Bởi vì ban nãy đấy, đi tới 3 lần kết kinh đấy mà cứ đọc quanh quẩn không kết được. Thế tôi bảo lần hạt đi. Đấy, tôi biết rồi. Thôi cảm ơn ông. Sở dĩ tôi muốn chọn kinh đấy bởi vì tôi rất thích một cái cụm từ này. Bởi vì quan thầy giáo xứ của quê tôi cũng là Thánh Gioan nên tôi cũng thuộc. Nhưng bây giờ tôi cũng không dám đọc một mình. Bởi vì đọc một mình tôi cũng sẽ sai. Đấy. Trong kinh Thánh Gioan chúng ta thấy có một cái cụm từ rất là hay. Ấy ngón tay ông Thánh Gioan chỉ cho thiên hạ biết đấng cứu gì? Cứu tế. Hôm nay anh chị em tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây, đặc biệt anh chị em giáo xứ Bái Đô luôn luôn phải nhớ đến từ này. Và nếu như để logic thì chúng ta thấy ngay từ khi làm phép tượng đài cũng như vị thánh này, cha xứ của anh chị em cũng nhắc đến vấn đề này. Rồi ban nãy cái lời nguyện nhập lễ cũng nhắc đến cái cụm từ này. Có hai tượng Thánh Gioan hôm nay. Tượng thánh này ấy, thì là cha xứ của anh chị em có ý là chỉ về nhà thờ. Thế còn tượng đi rước ấy, ban nãy là chỉ lên trời như này. Có nghĩa là nhắc nhở cho chúng ta. Thứ nhất là Ngài nói với chúng ta rằng ơn gọi của Ngài đó là đi giới thiệu này, dọn đường trước này và tiếp tục giới thiệu cho mọi người biết trên thế giới này chỉ có một đấng cứu độ duy nhất là ai thưa anh chị em? Chúa nào? Đức Giêsu Kitô hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi vẫn là gì?
Tôi nói nhỏ anh chị em, bởi vì bên Phật giáo họ mới mừng ngày Phật đản. Khi họ cung kinh, họ cũng đi rước bức tượng Phật. Đố anh chị em tìm thấy một bức tượng Phật nào mà chỉ về mình, tôi là Chúa, không? Đức Phật Thích Ca ngón tay cũng chỉ lên trời thế này này. Như vậy, một cách nào đó so sánh Đức Phật với Thánh Gioan, chúng ta thấy có cái điểm giống nhau, đó là ngón tay của các vị đều chỉ, nhất là đối với Thánh Gioan, như kinh tôi vừa trích dẫn đấy. Ấy ngón tay ông Thánh Gioan chỉ cho mọi người biết đấng cứu độ duy nhất là Đức Giê-xu. Thế nên là nếu anh chị em sáng nay mà đi lễ thì chúng ta thấy bài tin mừng hôm nay có nhắc đến vấn đề cẩn thận phòng các ngôn sứ giả. Ngôn sứ giả ngày hôm nay nhiều lắm thưa anh chị em. Họ có thể mạo danh là giám mục, họ có thể mạo danh là linh mục, họ có thể mạo danh là một bà sơ, một ông thầy, thậm chí là những giáo dân, họ mạo danh. Cho nên bài tin mừng sáng hôm nay nhắc nhở cho chúng ta là phải cẩn thận, đấy, đề phòng, bởi vì luôn luôn có những ngôn sứ giả. Vì thế Thánh Gioan xưa cũng như ngày hôm nay, giáo hội và từng người chúng ta như là một Gioan tẩy giả đấy, tiếp tục để củng cố đức tin cho mình. Và mỗi người chúng ta phải đóng một vai trò, đó là noi gương và bắt chước cũng như tiếp nối gót Thánh Gioan, nói cho thế giới, nói cho mọi người biết rằng trên thế giới này chỉ có một đấng cứu độ duy nhất, không ai khác, đó chính là Đức Giê-xu Kitô. Tôi xin anh chị em mọi người nói chung và nhất là anh chị em Bái Đô đấy, về ngẫm lại cái cụm từ đấy, ấy ngón tay ông Thánh Gioan chỉ cho thiên hạ biết đấng cứu thế. Thế cho nên nhất là giáo sư chúng ta lại chọn ngài làm quan thầy, đấy thì chúng ta cũng phải bắt chước Thánh Gioan, không những là củng cố đức tin cho mình, cho những thành viên trong gia đình nhà mình, rồi cho những người trong làng, mà chúng ta còn phải tiếp tục quảng diễn, giới thiệu Đức Giê-xu cho những người chưa biết Chúa nữa. Chúng ta thấy dân số Việt Nam của chúng ta xấp xỉ 95-96 triệu rồi, đúng không? Mà bây giờ mới có 7-8 triệu người biết Đức Kitô. Vì thế còn một con số vô cùng lớn, chúng ta không thể ngồi yên tự tại nói rằng tôi sống đạo như này thế là tốt lắm rồi, tới này là đầy đủ rồi, không. Sống tốt, sống đầy đủ như thế này rồi mà tại sao lại không có người đi theo đạo, đúng không nào? Đức Tổng mới trao cho tôi giữ cái chức vụ trưởng ban truyền giáo. Thì cái kết quả đầu tiên tôi báo cáo cho ngài là năm 2021 vừa qua, trong tổng giáo phận Hà Nội của chúng ta mới rửa tội được 829 người. Nói 829 người là to, nhưng mà cả tổng giáo phận như thế là quá ít. Tôi mới hỏi một sơ phụ trách ở trên giáo phận Hưng Hóa, có những năm giáo phận Hưng Hóa họ rửa tội từ 4, 5 đến 6 ngàn người các anh chị em ạ. Cho nên khi thấy được kết quả trong tổng giáo phận Hà Nội của mình và nhìn thấy những giáo phận bên cạnh thì thấy rằng chúng ta không thể mãn nguyện tôi sống đạo như thế này, này gia đình tôi sống đạo như thế này, này thế rồi giáo xứ tôi sống đạo như thế này là tốt lắm rồi, tốt lắm rồi mà lại không có người theo đạo. Đấy, chúng ta thì hiểu chưa nào? Cho nên cái vai trò ơn gọi sứ mạng của mỗi người chúng ta tiếp tục noi gương Thánh Gioan, đấy là giới thiệu Chúa Giê-xu cho người khác, chỉ Chúa Giê-xu cho người khác. Đấy, anh chị em nhớ chưa? Cái bức tượng này chỉ về nhà thờ để nhắc nhở cho anh chị em nói chung và nhất là anh chị em Bái Đô đấy. Thưa anh chị em, nói đến cuộc sống nào thì không phải lúc nào nó cũng êm xuôi, mà có nhiều những phức tạp, kể cả trong đời sống đi tu của chúng tôi cũng vậy, hay là đời sống gia đình của anh chị em cũng vậy, nhất là hậu của Covid nữa, biết bao nhiêu những khó khăn, có thể nói khó khăn chồng chất khó khăn. Vậy thì chúng ta phải làm gì trong những lúc khó khăn này đây? Thánh Gioan đã chỉ cho chúng ta một phương thế, đó là hãy chạy đến với Chúa, đừng có chạy đến các ngôn sứ giả hoặc đi xem thầy nọ, xem thầy bói kia. Chúng ta vẫn có cái câu là bàn bạc về chuyện cá nhân, gia đình, cộng đoàn, vân vân thì hãy bác thang mà hỏi ông gì anh chị em.
Người ta vẫn thường nói là hãy bác thang mà hỏi ông trời, chứ không phải bác thang đi hỏi thằng xem gì, xem gì, bói, đúng không? Mà quét nhà thì ra gì? Ra rác. Xem bói thì ra gì? Ra mè. Đấy. Chưa có ai lại bảo chúng ta gặp những lúc khó khăn lại đi xem nọ xem kia. Thế ấy thế mà chúng ta lại cứ đi theo. Trong khi đó, cái câu ngàn đời nói là những lúc khó khăn, bế tắc trong đời sống, hãy bác thang mà hỏi ông trời. Ông trời có nghĩa là danh từ chung của tất cả mọi người. Người Công giáo chúng ta thì gọi là Đức Chúa gì? Đức Chúa Trời. Còn những người không cùng niềm tin với chúng ta thì người ta vẫn gọi là ông gì? Ông trời. Thậm chí cả những người tự cho mình là vô thần đi chăng nữa, nhưng mà lúc hắt xì ơi thì họ vẫn kêu ối trời gì? Trời ơi chứ, đúng không? Thế rồi kể cả tôi xin lỗi, ngồi đây có thể có những người vào Đảng Cộng sản Việt Nam đi chăng nữa thì lúc hắt xì ơi họ cũng không cứ kêu ối Đảng Cộng sản ơi, mà họ vẫn kêu ối trời gì? Trời ơi. Trong lúc đó thì họ lại bảo vô thần. Vô thần mà lúc hắt xì ơi thì lại kêu ối trời ơi. Chúng ta thấy tội nghiệp chưa? Đấy, nên là ông Thánh Gioan chỉ cho chúng ta biết rằng những cá nhân, gia đình, đoàn thể và có những bế tắc trong đời sống, như là chuẩn bị thi vào đại học khó khăn quá, thì ông đang chỉ đấy, ông bảo hãy đến nhà thờ này. Nhà thờ không phải là gặp cái ghế hay là gặp ngôi thánh đường to, mà hãy đến nhà thờ để gặp ai? Gặp Thiên Chúa của chúng ta. Thế rồi trong công việc làm ăn của anh chị em khó khăn cũng vậy. Có những hôm thì trên điện thoại gọi một cái là sẽ có 3-4 con bò tối về, nhưng mà cũng có những ngày gọi đã không thấy đâu cả, đúng không nào? Thế rồi con cái anh chị em nó có thể nó mắc những tệ nạn xã hội, hoặc nó không vâng lời bố mẹ. Thế thì anh chị em hãy chạy đến với Thánh Gioan để nhờ Thánh Gioan, và Thánh Gioan đã làm gương cho chúng ta đấy, và Ngài bảo hãy chạy đến với Chúa. Nên hai cái chi tiết tôi muốn nhấn mạnh trong cái phần chia sẻ lời Chúa hôm nay, đó là mỗi người chúng ta, kể cả các linh mục chúng tôi, hay là các nam nữ tu sĩ, hay là anh chị em là những giáo dân, sau khi được chịu phép rửa tội, chúng ta đều có chung một sứ mạng, một ơn gọi, đó là tiếp tục giới thiệu Chúa cho người khác. Thánh Gioan chính là mẫu gương cho chúng ta về cách giới thiệu Chúa cho người khác. Cho nên và cho nhắc nhở cho chúng ta rằng ngoài Chúa ra không còn một Chúa nào khác đâu. Đấy, cho nên là hãy nhìn vào cái bàn tay và ngón tay của Thánh Gioan để mỗi người chúng ta cố gắng sống đạo và thực hiện đức tin của mình một cách triệt để hơn. Điểm thứ hai đó là từng người chúng ta hoặc gia đình chúng ta chẳng may trong hiện tại và tương lai có những lúc nào khó khăn về một vấn đề gì đó, thì chúng ta đừng có chạy đi thầy nọ thầy kia, mà Thánh Gioan đã chỉ cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta, mách bảo cho chúng ta để chúng ta có thể tìm thấy được lời giải đáp. Đó là hãy chạy đến với Chúa trong nhà thờ, qua bí tích thánh thể, qua cầu nguyện, chúng ta sẽ đón nhận được những lời giải đáp. Nếu như chúng ta thành tâm chạy đến với Ngài thì chắc chắn không bao giờ Chúa bỏ rơi chúng ta đâu. Có một lời Thánh Vịnh nói rằng dù cha mẹ có bỏ con đi chăng nữa thì vẫn luôn luôn có Chúa đón nhận chúng ta. Dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bi đát nhất đi chăng nữa, thậm chí có những lúc chúng ta có những tư tưởng xa rời Chúa hoặc là lỗi phạm đến Chúa, thì Chúa vẫn luôn luôn dang rộng vòng tay để ôm ấp chúng ta. Bởi vì Ngài nói là Ngài thực hiện. Đấy. Dầu cha mẹ có bỏ con đi chăng nữa thì vẫn luôn luôn có Chúa đón nhận chúng ta. Nguyện xin Thánh Gioan Tiền Hô mà hôm nay khắp cả vào hội thánh đều cử hành lễ của Ngài, cách riêng là cộng đoàn giáo xứ Bái Đô chúng ta chọn Ngài làm quan thầy, chúng ta càng có những lý do, càng có những ý nghĩa hơn nữa để chúng ta xác tín vào niềm tin mà chúng ta đang tin vào ai. Cũng như đầu lễ cha chủ tế giới thiệu cho chúng ta đấy, nhân dịp mừng lễ quan thầy này cũng là dịp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc đời hay tiểu sử Gioan. Đấy. Thánh Gioan sinh như thế nào, lớn lên ra làm sao, ơn gọi của Ngài như thế nào và cái chết của Ngài ra sao. Đấy. Cha chủ tế đã giới thiệu ngay từ đầu lễ, ước chi những tâm tình
của ngày lễ hôm nay dưới ánh sáng của lời Chúa soi dẫn mỗi người chúng ta tiếp tục đào sâu ý nghĩa lời Chúa cũng như tấm gương sáng của Thánh Gioan để mỗi người chúng ta hiện tại và tương lai thực sự sẽ là một Gioan tẩy giả của thế kỷ 21 của năm 2022 này, để nhờ đó mà những người chưa nhận biết Chúa sẽ nhận biết Chúa nhờ chính đời sống đạo đức thánh thiện tốt lành của mỗi người chúng ta. Ước gì được như vậy. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người cùng phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã chọn Thánh Gioan tẩy giả để dọn đường cho Đức Kitô ngự đến cứu độ trần gian. Trong niềm hân hoan mừng lễ sinh nhật của vị tiền hô, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin. Ta đã làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, như Thánh Gioan, hội thánh cũng có sứ mạng giúp nhân loại nhận biết đấng cứu thế là ánh sáng muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh luôn làm trọn sứ mạng của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Con trẻ này rồi sẽ lên thế nào? Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ luôn biết lưu tâm chuẩn bị tương lai cho con cái, vừa lo cho học chữ, học nghề, vừa lo cho chúng biết Chúa, biết đạo và sống đạo. Chúng con cầu xin Chúa. Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ biết dùng đời sống bác ái, khiêm tốn, hiền hòa và phục vụ vô vị lợi mà giới thiệu Chúa cho những người chưa có niềm tin.
chúng con cầu xin Chúa. Trong ngày mừng lễ quan thầy giáo xứ, ngang qua lời chuyển cầu của vị thánh quan thầy, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi gia đình và từng người trong giáo xứ chúng ta ơn bình an, hiệp nhất và nhận được những ơn cầu xin khi chạy đến với Ngài. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa hướng dẫn toàn thể lịch sử cũng như mỗi cá nhân theo ý định khôn ngoan và đầy yêu thương. Xin vui nhận những ước nguyện chúng con dâng lên Chúa trong ngày sinh nhật của vị tiền hô. Xin cho chúng con biết noi gương Ngài mà yêu mến Chúa hết lòng và trung thành chu toàn nhiệm vụ Chúa trao. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Yeah.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Bởi thay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa nhân từ, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng trong ngày đại lễ mừng Thánh Gioan Tẩy Giả, và xin cho chúng con biết chọn đời hiến thân phục vụ theo tinh thần hiến tế của Đức Kitô, đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con ca ngợi những kỳ công Cha đã thực hiện nơi Thánh Gioan Tiền Hô. Cha đã thánh hiến người và cho người được vinh dự đặc biệt giữa các người thế. Chưa sinh ra, người đã nhảy mừng khi đấng cứu độ trần gian ngự đến. Lúc chào đời, người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho dân chúng nhận ra Đức Kitô là chiên Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Hơn nữa, trong dòng sông Giô-đan, người đã làm phép rửa cho đấng thiết lập bí tích thánh tẩy để thánh hóa mọi người. Sau cùng, người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho Đức Kitô. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyệt sừng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại,
chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ đến một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa hằng năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha thứ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con, xin cho để chúng con xa chừa cám dỗ, nhưng kêu chúng con cho. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chuyện Thiên Chúa đấng xa nơi chân thân, xin thương xót chúng con. Lạy Chuyện Thiên Chúa đấng xa nơi chân thân, xin thương xót chúng con. Thank you.
trên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian phúc trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa được rước mình vào máu thánh Đức Kitô, xin nhận lời Thánh Gioan Tẩy Giả chuyển cầu cho chúng con hưởng nhờ ơn thứ tha của con một Chúa, đấng thuở xưa thánh nhân đã giới thiệu là chiên Thiên Chúa đến xóa bỏ tội trần gian, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Hội chống hội kèn có hòa tấu một bài đấy ạ. Trước khi con gửi lời cảm ơn đấy, mọi người cứ ngồi xuống một chút ạ. Xin kính mời cộng đoàn an tọa. Đấy. Hôm nay cái ngày vui của chúng ta nên là xin kính mời hội chống hội kèn chúng ta cùng hòa tấu. Thank you.
Cộng đoàn chúng ta được một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn hội trống hội kèn của hai giáo xứ, giáo xứ Bay Đô và giáo xứ Sở Kiện. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, hội trống hội kèn có được cái buổi hòa nhạc hôm nay, đấy là cái sự công phu tập luyện rất là kiên trì, nghĩa là sự đồng hành của cha An Tôn. Ngày xưa con ở dưới đấy một năm, con với cả ngài và đồng hành với hội trống, tối nào cũng thay phiên nhau, cha xứ một buổi, cha phó một buổi để đồng hành với hội trống, để dạy hội trống, rồi thì hợp hội kèn nữa, và có sự hiện diện của trưởng hội kèn hội trống, và có được cái ngày vui ngày hôm nay, đây là cái sự công phu tập luyện. Và hôm nay mọi người đem tiếng kèn, tiếng trống đến đây để trước hết là tôn vinh Thiên Chúa, mừng Thánh Quan Thầy, và cũng là để làm rạng danh Chúa nơi mảnh đất Bái Đô này. Và cộng đoàn giáo xứ Bái Đô chúng con hết lòng cảm ơn hội kèn hội trống giáo xứ Sở Kiện rất là nhiều, và một tràng pháo tay nữa. Và chúng con cũng xin lòng cảm ơn cha cố Du Xe, rồi quý cha vì sự yêu mến mà quý cha đã về hiện diện tới giáo xứ Bái Đô chúng con trong ngày mừng lễ Thành Hoàng Làng và làm phép khu linh đài này. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Quan Thầy ban mưa đơn lành xuống trên quý cha. Và con cũng xin cảm ơn quý sơ, quý ban hội đồng mục vụ giáo xứ Sở Kiện, Khắc Cần, cũng như là tất cả quý khách xa gần và cộng đoàn dân Chúa hôm nay chúng ta đã hiện diện nơi đây, một ngày lễ thật là tuyệt vời. Con cũng khấn với Thánh Quan Thầy ban cho giáo xứ chúng ta có ngày rước, và cuối cùng ngài cũng đã nhận lời. Đúng là đây thực sự là phép lạ đối với chúng ta. Mọi người cứ ai cũng kêu và không biết nắng như này có rước được không, và rước như thế này cha ơi mỏi chân lắm, đi một vòng quanh làng hay là đi nửa làng thôi. Thế nhưng mà tất cả những lời kêu trách của chúng ta đều Chúa nhận lời và Chúa ban cho chúng ta, và ai cũng vui vẻ, ai cũng khỏe mạnh, chưa thấy ai ngất. Một lần nữa chúng ta tạ ơn Chúa bằng một tràng pháo tay. Ngày mai là ngày lễ chính ngày, chúng ta có thánh lễ vào lúc 10 giờ, thánh lễ trọng mừng đại lễ. Vì vậy mà xin cộng đoàn chúng ta thu xếp công việc để chúng ta mừng đến để hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cho dân làng giáo xứ chúng ta. Và sau thánh lễ thì cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẽ ăn mừng tiệc cả làng, ai cũng vui. Đây là toàn bộ thực phẩm là dân làng chúng ta cùng góp vào, cùng chung vui. Và lần nữa xin ơn lành của Chúa ngang qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan ban mưa đơn lành xuống cộng đoàn chúng ta, và nhất là mảnh đất mà hôm nay chúng ta đã thánh hiến đây. Chúng ta xin một lượt bắn trang tay lần nữa để cảm ơn nhau. Và xin kính mời cộng đoàn đứng để kết thúc thánh lễ. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.